Hello, xin chào các bạn. Hello sợ. Dạ. Các bạn mới mới về về luôn, về từ bên Mỹ luôn. Về xong rồi mới ngủ một giấc. Hi. Đi vào ăn đi con. Ngủ một giấc xong rồi ăn, các bạn đang đói bụng. Cái này thì được ông xã nấu sẵn các bạn. Đây, bữa nay ông xã tốt quá. At the USA. Oh, how do you know? No, I knew. I'm trying to keep forgetting. She's like, wait, where mommy go again? Nó hỏi mà mày làm cái gì bên Mỹ à? Bạn buồn quá, hôm bữa mày nói Mommy, chuyện what con were xạ. you doing at the USA? Thấy mày kéo shopping hả? No, I didn't. Welcome. I didn't say you shopping. Then I did. Then I said, when we were in the kitchen, I said, Mommy shopping. Ai đó ăn đây không? Đang đói bụng Mommy, quá. what were you doing at the USA? Working, mommy working. Hỏi mẹ nó làm gì ở bên Mỹ vậy? And I kept seeing pictures. I didn't really go on Facebook that much, but I saw some pictures and videos of you in the USA. Đồ ăn bên đó có tiệm Việt Nam nhưng mà dở lắm các bạn. Hôm nay cũng nói chuyện không xài vậy I don't see some đó. Đồ USA ăn pictures. dở. I don't see some USA pictures. Because you don't have Facebook. Thà mày có Facebook đàng hoàng nha, có chứ. Facebook mày làm cho nó lâu lắm rồi. Thèm ăn ớt các bạn. Mình đi bên đó bận rộn lắm luôn các bạn. Tất nhiên không ai bắt mình nhưng mà mình muốn. Rất là chị á. Của chị hiếp. Đi ngồi ăn đi không? Em có nhặt cầm kia đó. Ông xã mới nghỉ nhà làm coi hai con mắm. Trong ngày hôm qua thì hai đứa đi đòi đi qua bà nội. Hai đứa ngủ bên bà nội một đêm. And Tiana was walking so weird. Look this. Đi ăn đi đó. Đi ăn đi. Nãy mới về là mới đi qua thẳng qua bên nhà mẹ chồng của mẹ để mà đón hai đứa về. Nhưng mà ba cháu ngủ hết nên thành ra mới đi về. Ngủ một giấc xong rồi thức là ăn. Còn cái này là ông xã mi nóng. Tán kêu. Trời ơi, thịt nó mềm luôn các bạn. Mà không cảm thấy mình đang đói bụng quá. Giờ lại ăn ngon quá trời luôn. I'm not that hungry. Yeah. Tanner didn't even eat like nothing. Sao thế nào? Sẽ ăn mà. Sao thế nào? Tanner did eat. But all she ate was just hot dog that daddy bring. And when Tanner wake up, she eat bubble gum. I did, but I spit mine up and then I eat noodle. And then Tana ate nothing. Vậy bây giờ Tiên ăn ha. Tiên ăn nhiều đấy con. I eat beans. Pin đâu có no đâu. Tana can eat beans. Mình cơm nó ăn đậu. Colorful beans. Tana, when did you eat beans, okay? That candy, right? When did Tana eat beans? Tana.
Color pin là candy đó, không phải là pin đâu. Can I eat? Mà hai đứa nghe lời ba lắm phải không? Ba nói hai đứa ngoan lắm phải không? Mẹ cũng mới gặp hai đứa bây giờ luôn các bạn. I miss you. I miss you too. Giờ bên kia thì khác bên này nên thành ra cũng khó lắm. Khó mà mẹ cũng không có nói chuyện nhiều, không có phone gì nhiều các bạn. Đây bận rộn lắm. Có sự kiện là cả ngày luôn. Để nghỉ ăn trưa, nghỉ chút xíu vậy thôi. Nhưng mà vui. Nếu mà kêu mình làm mấy cái gì khác, làm cả ngày vậy mình làm không nổi các bạn. Giống như hôm qua là từ sáng sớm mà. Tại vì hôm qua là mê đi từ sớm lắm. Trời ơi, nó lớn thôi rồi các bạn. Mua? Thịt nó mềm luôn. Cái này là mới còn nguyên make up từ bên Mỹ các bạn. Sáng sớm 3 giờ sáng các bạn. Mới đi 3 giờ sáng. Để đi trả xe chỗ khác mà. Nhưng mà họ chưa có mở cửa, mày đi sớm á. Anh mới họ sẽ đợi đó luôn. Mình lấy cái này ra để ăn bún. Thèm ăn bún. Cà chua thì chưa có mềm các bạn. Mê thì lại không thích ăn kiểu này, mê thích ăn mềm hơn. Chỗ nào không phát á? Mày đổ hết luôn. Wow. Đó là đồ ăn bên đó các bạn ơi. Mới đi ăn một mình mê mì. Có một tiệm kia một cái nước uống bubble tea. Xong với lại một tô cơm 30 mấy đồng, gần 40 đồng các bạn. Quá mắc luôn mà đồ ăn dở. Ăn nóng. Ở đâu? Mẹ đâu biết đâu. Đã quá các bạn. Hai đứa đi qua bà nội, ông xã mới ở nhà với con mèo. Bạn ơi, My đã thử cái sản phẩm mà trị nám á. My thì nám nó không có quá đậm đâu. Nên thật ra bây giờ nó đã đỡ rồi. My mới xài khoảng 1 tuần. Nhưng mà nám á, nhiều khi nó từ bên trong các bạn. Nên là phải uống thêm thuốc nữa thì nó mới hết được. Nhưng mà nếu như các bạn có ít á thì các bạn có thể
bôi kem thì nó hết, hoặc là nó bị mới bị về nắng hoặc là về cái gì đó gì ấy thôi. Còn nếu như là bị mà từ lâu á hoặc là di truyền á thì không có cách nào trừ khi các bạn uống thuốc. Nó sẽ đỡ nhiều lắm à. Đang thèm đồ ăn Việt Nam các bạn, mình người Việt Nam. Nhưng mà ăn phở thì trời ơi, kêu một tô còn nguyên hết, chỉ có ăn thịt. Không ngon lắm ạ. Cái xương nó đục luôn á hả. Mắt phở Mary nó đỏ tại em cũng còn buồn ngủ. Như vậy máy máy bay của Mary đi bị delay các bạn, nên thành ra đi từ 3 giờ thì cuối cùng tới 10 giờ mới mới bay bay chung với mấy chị mà chung phòng luôn. Họ đổi vé cho Mary bay thẳng từ đó tới Toronto luôn. Lúc mà đi cũng bị delay các bạn, về cũng bị delay luôn, không biết sao số thì hay quá. Mà nếu mà mình không có hỏi á, mình không biết tới khi nào các bạn. Sao mẹ, mẹ đang làm video nha. Nó mới mở video. Tại có những người họ không hỏi, cứ ngồi đó đợi hoài luôn. Mình cũng ngồi đó đợi lâu xong rồi mới quay qua hỏi. Đã đưa giấy cho họ, họ coi xong rồi họ mới đổi cho mẹ mày luôn. Lúc đầu kêu đợi 30 phút, xong một hồi kêu đợi 30 phút cái máy bay nó bị hư các bạn, bị trục trặc cái gì đó, kêu để họ sửa, cuối cùng cả tiếng đồng hồ chưa thấy gì. May mà mới cho họ coi cái vé xong rồi đúng lúc mà cái vé bên kia về Toronto họ book luôn cho mày. Đã quá các bạn. Can I eat? Chế về. Hi Tommy. Hi. Hi Tommy. Tommy, you didn't even eat that much. Tommy ở nhà có ngoan không? Ngoan. Ngoan hả? Có giúp ba làm gì không?
Well, he didn't really need help with anything. Really? Wait, did he? I don't know. Nó kêu ba đâu có cần con giúp gì đâu. I don't know. Vậy ba làm gì? Ba xem phim hả? Yeah, I watched the movie. Chắc là con giúp ba ngồi coi TV với ba. Con còn kem đánh răng không? Con hả? Wait, not really that much though. Không ạ. Cái kem đánh răng mà My nó trắng răng đó. Cái răng của My là lứt đó. Của Tammy nó rất là yếu, bị cái lỗ. Xong nó đánh xong bây giờ nó trắng xong rồi nó không thèm đánh cái khác nữa. Đòi phải mua đánh răng, kem đánh răng đó. Tại vì con nít đánh được không bị cay mà giúp cho răng nó chắc khỏe. Nên vậy ra bây giờ nó đòi phải đánh cái kem đó nó mới chịu. Kem của nó hơi cay mà nó không có trắng đó mà. Kem cho con nít đó I mean, giống như là mình tập cho họ quen thôi. I'm in love with that one. Nó kêu nó in love kêu. Nó kêu nó yêu đó. Hai Chena, Chena có đánh răng không? Chena có đánh răng không? Không. Nói cô chú nghe cơ. Có không? Một lần thôi hả? Chena đánh một ngày một lần. But Chena didn't even clean her hair. Bằng buổi sáng, nhiều khi buổi sáng ít khi đánh. Nhưng mà buổi tối thì đánh. Một Tammy là cái đợt mà nó mới đánh răng là nó đòi đánh một ngày 2-3 lần luôn, nó thích cái kem đánh răng á. Nó kêu mẹ mua thêm. Giúp cho răng đúng không? Chắc khỏe nhất là con nít á. Khi mà uống sữa xong đi ngủ á, cái sữa trong cái sữa đó nó có cái chất làm cho cái răng nó ấy không mà dễ bị hư răng lắm từ sữa uống á. Nên thành ra mà con nít thì mình đâu có thể nào mà cho nó uống xong rồi đi súc miệng, nhất là uống lúc mà 2-3 giờ sáng đúng không? Nên Mary cũng cảm thấy rất là ít người trong đó có Mary luôn. Kiss me. Cho em bé uống xong rồi kiểu như là rửa cái miệng cho bé rất là hiếm. Nhưng mà thật ra cái sữa đó nó làm cho cái răng dễ bị ấy lắm mà răng yếu lắm. Nên hả, các bạn có mấy đứa nhỏ thì các bạn có thể cho mấy đứa nhỏ xài cái kem này. Nó giúp cho chắc răng luôn, chắc da trắng, khỏe. Mà nó không có bị chảy máu, không có bị cay. Oh, đã quá các bạn ơi. Không chưa. Mày ăn xong rồi chắc mày đi ngủ tiếp các bạn ơi. Mà không biết thức rồi, không biết có ngủ được không. Chứ hồi nãy lúc mà hai đứa về đó, mày cũng còn ngủ ngay sofa này nè. Nhưng mà cũng ráng vậy, hai đứa xong rồi đi với sum xong rồi ôm hai đứa các bạn. Cũng nhớ hai đứa lắm, nhớ con mèo nữa, không phải chỉ nhớ hai đứa nữa. Wait, Daddy told me that Jerry was sleeping beside his feet. Wait, no, like feet. Rồi, cảm ơn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình sẽ hẹn gặp các bạn trong video tới nhé. Bye. Bye. Câu chữ. Bye.